mới đậu xe vô. Thấy lúc cô cháu Lê Quang đã ngồi vào bàn hả? Hello cả nhà. Is it gonna be 100 degrees today? No, it's 500 độ hôm nay không. Is it gonna be 100 degrees today? Không có nghe chữ thang lịch. Is it gonna be 100 degrees today? Yeah. So after you have your class, what are you gonna do after your class? After you go to work. Go to work. After this class, you go to work, right? Yeah. Or you go eat. Sau lớp mình đi ăn hay là mình làm gì vậy? Đó, nhiều khi những câu hỏi đó nó basic vậy đó. Đó, khi bạn interview xong bạn có đi đâu không? After this, you're gonna go and celebrate, right? Celebrate. If you pass your test, you will celebrate. Okay, very good. So, today we are going to interview Mr. Grant because he's gonna have his test tomorrow. Right, Mr. Grant? Okay. When is your appointment? What time is your appointment? Appointment and at 7:40. Oh, very early. Yeah. Very early. That was some. How do you prepare for your interview today? So I have a group lesson. I have a citizenship class, and I go to school for English. Or you can say, you know, I have a group study. I have classes, and I also learn from YouTube. Okay, I every also day. Learn from YouTube. If you say you learn every day, then your English is very good. Nếu mà bạn nói là bạn học every day thì tiếng Anh bạn good nha. Okay, make sure. Okay, so your and Mr. Quang, how did you get your green card? I get my green card from my sister's box family. Your sister? Yes. How did you get your green card? My sister sponsored me. And when did you come to the U.S.? I come to the U.S. in October 19, 2012. When you first came, where did you live? When you first came here, where did you live? I first came here and lived in Virginia. Ngày mai thi rồi đó. Sáng sớm thi rồi đó. 7:40 là giờ đó. Đừng lo, thi đậu. So when did you first come to the US, who do you live with? I live with my wife and my daughter. When you first came to the U.S., you lived with both of them? Yeah. How about your sister? Did you live with your sister? Yes. That's when you first come. Yeah. When you first come here, did you go to English school or did you go to work right away? No. No what? No what? When you first come to the U.S., did you go to work or did you go to school? Okay. Khi mình mới đặt chân đến Mỹ thì có đi học không? Đi học hay là đi làm? No. Thì when I first come, I didn't go to school. What's your full name? What's your full name? Yeah. How do you spell your first name? Q-U-A-N-G. Very good. Okay. Where are you living now? Do you have a mailing address? Yes. The mailing address, same home address. Do you have an email address?
at yahoo.com. What is the last four digits of your social security number? What's your last four digits of your social security number? Hôm nay lớp đông ghê, 2, 4, 6, 8, 10, 15 người luôn. Chưa còn nữa. Chừng nào chị thi? Chưa có lịch luôn hả? Chừng nào chị thi? À, chừng nào Tâm em thi? Chưa có ngày luôn hả? Còn kia chị chừng nào thi? Ở đây có ai có ngày thi chưa? Đây, hai người này. Chừng nào? Mình đã trả lời một lần rồi đâu. Sắp rồi hả? Không, thấy người ta chưa có ngày thi mà người ta đã vô học mỗi ngày, thấy không? Một xuyên. Học vậy thì nó mới có cơ hội là giỏi, mới đậu được. Không, cũng dĩ nhiên mà mình cũng phải học nữa. Mình phải học, học nó mới biết. Chứ không học là mình không muốn học nhiều lắm thời gian đâu. Thì bởi vì mình mới học sớm đó. Mình mới học từ ngày. Tôi làm cho bản thân tôi hoặc là I'm self-employed. Câu hỏi nãy anh hiểu không? Câu hỏi nãy Trinh hỏi anh hiểu không? Anh hiểu. Hiểu rồi. Anh cho Trinh đọc lại câu hỏi nãy cho anh nhớ. Câu đó là who is your previous employer or who hired you? Have you ever been declared legally incompetent or been confined in a mental institution? No. Do you understand my question? Yes. What did I ask you? You asked me legally mental. You asked me if I have mental problem going to the hospital. I don't. Nó không có cần nói là legally incompetent. Tại nhiều khi đâu nghe kịp chữ đó đâu. Chỉ nói là nghe cái gì mental đúng không? Tôi đâu có bị bệnh đâu. Thì I'm not mental, I don't go in the hospital. Mr. Quang, have you ever been charged with committing attempt to commit a crime or an offense? No. Can you tell me what I asked you? You asked me at the crime or offense.
I never. But what does it mean? I still break the law. Yes, very good. I never break the law. Yeah. Good. Very good. Okay. Do you have any hereditary title or nobility in a foreign country? No. Do you understand my question? Yes. What did I ask you? Nobility. Chúng đó mình nhớ cái từ chúng đó là ability đúng không? Là mình nhớ là như vậy. Dạ. Rồi sao? You ask me when mental. Phải mental. No, you ask me. Nghe cái từ á. Title in another country. Okay, very good. Title, bởi vì mình nghe cái từ like a queen. Okay, dễ thôi. Mim cũng học nhiều. Ông hỏi Mim đó thì mình còn nhớ được, thế hỏi chứ dễ à? Hỏi đang đó, câu dễ không? Câu nào không biết chị nói mà mình biết luôn. Từ đó, bởi vì mình học. Bây giờ câu sẽ hỏi em Vân Trang số 2, câu 11. Okay. Have you ever advocate or overthrow any government by force or violence? No. You understand my question? Yes. What did I ask you? You asked me. Cái từ overthrow, nghe được overthrow đúng không? Thì you ask me if I ever overthrow any government. Overthrow any government. Lật đổ chính quyền. Thì mình nói, you ask me I ever overthrow any government. No, I don't do that. Sư Vít lớp mình quá giỏi rồi, học cái min thôi, đúng không? Cái min với lại cái hỏi ngược lại á. Đúng rồi, cái mà thông tin cá nhân thôi cho nó lưu nó thôi, chứ còn cái sư Vít là tự học rồi, phải, đúng rồi. Tại trăm câu đó mình dễ học rồi. Mình có thể, có mình tự học được. Thông tin cá nhân với cái min này thôi, chỉ đúng học rồi. Hai cái đó là cái đó mới quan trọng. Hỏi thì cái sáng nó hỏi hợp đó. Hai học sinh mới. Slavery. Okay, lớp của mình là giỏi siêu rít rồi. Bây giờ viết đi. Viết đi rồi. Viết đi. Trời ơi, còn nhiều giờ. Sớm. Đi làm, người ta đi làm. Trong đây có ai không đi làm đâu. Ai cũng chạy. Nếu vậy là chưa có ngày ăn, chưa ngày thi phải không chị? Tức là một tuần học một ngày á. Có rồi, nhưng mà về Việt Nam. Trời ơi, vậy hả? Tâm sức lên đi Tâm. Đến Quang qua đi rồi. Quang ngồi chủ tọa luôn hả? Ghê hả? Mai có thi rồi mà. Ngày mai thi là được ưu tiên nè. Được lên ghế nóng vậy thôi. Ngày mai là thi nè. Trời ơi, Lê Quang. Hôm nay lớp cả 30 người chưa, luôn, nãy 20 giờ. Còn thiếu hơn người 2 người chưa? Bữa nay xong đi học xong thôi, bữa nay nó không đi. Mai mốt ngày nha, nó đi. Lớp rộng đó. Okay, mai mốt xây cái lớp này bự ra trên. Đâu có ai có giấy. Bây giờ anh chị có biết bây giờ chưa? Bây giờ anh chị tập biết chưa? Bây giờ mình tập nghe. Biết được chữ nào thì biết, không biết được thì thôi. Okay. Rồi, Trinh sẽ cho biết câu dễ nhất ngày hôm nay. California has the most people. Để chúng ta đi biết. California has the most people. Khi rồi nó dễ em. Câu này nó hỏi rất cho nhiều người biết nha. Rồi. Citizens pay taxes. Citizen pay taxes. Là người công dân. Citizen. Taxes. Okay. American Indian lived in Alaska. American.
American Indian. Cô này bị hỏi American Indian lived in Alaska. Người nói da đỏ đã sống ở tiểu bang Alaska. Live in here in Alaska. Không có đờ. Không có đờ hả? In Alaska. Alaska. Okay, rồi. Freedom of speech is one right. Freedom. Tại vì khi mà mai mốt anh chị học ở trong lớp á, anh chị sẽ được nghe những cái từ này rất nhiều. Giống như là speech là từ cao ngôn bọn, đúng không? Ngày mai mốt, tại vì biết gì? One right. One right hả? Freedom of speech is one right. Tiếp nha. Congress has 100 senators. Quốc hội có 100 Congress gì Trinh? Congress has 100 senators. 100 senators. 100 senators. Congress has 100 senators. Happy, huh? Happy. Has. Nghe đọc chữ has chưa? Em thư giỏi quá nè. Chấm điểm liên quan coi trên cô giáo. Sai, sai một câu này. Chỉ leave là có cái chữ D. Ok. The flag is red, white, and blue. The flag is red, white, and blue. Sai chữ Congress ngoài. Ừ, sao lộn ngoài kì vậy ta? The flag is red, white, and blue. Quên nó chữ okay. A này. Này viết giỏi rồi đó. Bữa nay Lê Quang viết giỏi rồi đó. The president lives in the White House. Đờ lát hả? Tổng thống ở Nhà Trắng nha. Đờ lát thì nó không phải chịu quét ha. Đờ lát thì nó không phải chịu quét ha. In the resident hả? Delaware is south of New York City. Tiểu bang Delaware. South. Delaware. Delaware is south of New York City. It's south. Up. Okay. New York City. Delaware is the south. Ừ, south. Này viết câu này hả? Và hai câu nữa. Viết viết cái đúng luôn à. New York City. New York nữa mà phải không? Đúng rồi. New York City. Okay. New York anh phải viết rồi ra nha anh. George Washington is the first president. Ông George Washington là ông tổng thống thứ nhất. George Washington is the first president. George là cái chữ chữ A nằm trong một cái này. Is the first. George Washington y viết dính quá. The right to vote is one right. No. Quyền đi bầu. No. Quyền đi bầu. The right to vote. The right to vote is one right. Quyền đi bầu. Quyền. Okay.
That means wow. Mr. Quang, tomorrow is your test, right? Yeah, okay. Em con chỉ chưa từ 6 chị thôi. Mai. Mai rồi. Mai lên lên đoạn đầu đài. Mr. Quang will pass tomorrow. Bắt chưa? Rồi. Ổng này mai là ổng hết là mấy người là rung rinh hết rồi đúng không? Học chung là rung rinh hết rồi. Anh học kiểu này mà anh mà ngày mai mà anh không pass mà là cái lớp này rung rinh hết. Rung rinh hết thiệt á. Đông giống như hồi xưa mấy thằng học ở lại, ông thầy hỏi tao sao tao mày sao mày học mày ở lại hoài vậy? Tôi nhớ bạn cũ muốn lên gặp bạn mới. Rồi, em này cũng 100 điểm. Wow. Bây giờ ôn lại tí xíu nè. Để cho mấy anh chị này biết luôn nè. Ở trong sĩ chú á, là họ sẽ yêu cầu mình đậu hay không là 80% là thông tin cá nhân. Nếu mà thông tin cá nhân mà trả lời không được là không đi vô vòng trong được luôn. Cho nên nếu mà ví dụ mà mình hỏi thông tin cá nhân mình phải biết. Ví dụ như là đó, quan trọng cái đó. Tên. Đúng rồi đó. Địa chỉ. Công việc làm. Con cái. Hôn nhân. Và travel là 6 cái. Lát nữa Trinh sẽ đưa bài cho. Tại vì trong mấy cái bài đó ở đây học á, là trước nhất là phải thuộc thông tin cá nhân trước. Rồi mình mới ôn mấy cái civic là dễ lắm. Nhưng mà thông tin là quan trọng nhất, tại vì mỗi người thông tin cá nhân đều là khác nhau hết. Ok. Rồi cái thứ ba mình học ở đây á, là mình sẽ học 43 câu nói về đạo đức con người, đúng không? Mình phải có đạo đức tốt mình mới vô quốc tịch. Thì trong 43 câu đó đó, hầu như ở đây không có ai vi phạm mấy cái luật giết người, cướp của, drug hay là mại dâm hay là gì hết. Nhưng mà dĩ nhiên mình sẽ trả lời no hết. Nhưng mà ở trong đó đó, sở di trú họ sẽ hỏi ngược lại mình. Còn ví dụ như họ không có hỏi 43 câu mà họ hỏi khoảng chừng 10 câu. Thì 10 câu đó lát Trinh sẽ ghi lên trên bảng là 10 câu chìa khóa của 43 câu đó. Ví dụ họ hỏi một câu nào, ví dụ họ nói là bạn có bao giờ phạm tội không? Đúng không? Have you ever convicted of a crime? Thì mình nói no. Cái nó hỏi ngược lại, do you understand what I say? Bạn có hiểu tôi nói gì không? Hay là what did I just say? Tôi mới nói gì? Thì nếu mà quý vị không nắm được cái chữ khóa đó, thì đâu trả lời ngược lại nó. Tại tiếng Anh của mình không có đủ cái vốn để trả lời. Thì ví dụ như ở đây Trinh sẽ chỉ cho mấy cái từ khóa đó trước. Thì mình nghe được cái từ khóa đó, mình trả lời lại cho sĩ chú. Okay. Thì khi mình trả lời lại vậy thì good. Rồi, okay. Đi về. Về đi. Ngày mai good luck nha. Thank you. Thank you. Rồi, thank you. I hope so. Sẽ mấy nồng cờ vẫy vẫy nha. Đậu là phải trở lại đây là chia sẻ đó. Đúng rồi. Nếu đậu thì trở lại chia sẻ. Thì ngày mai tính anh thì buổi sáng hả? Buổi sáng. Ngày mai. Tắt cơ pin kìa anh, cái đèn kìa. Rồi. Ok, good luck Mr. Quang. Ok. Rồi, chào cả nhà. Bye bye. Ok. Rồi, bye. Bye Trinh. Bye Trinh ơi, hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Nervous hả? Nervous, nervous. Nervous. Đi. Ok, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Bye bye, người đẹp. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.